người ta cắt trong tí người ta để vào giữa này. Không được cãi nhau nhá. Mất ngon nhá. Wow. Thịt bò này. Lai à? Lai à? Lai. Ba chỉ nè. Thì nó hỏi sao thịt đen thế? Xúc xích kìa. Ăn hay gút đấy. Thằng bọn tao không lo hút, bọn tao chỉ lo béo thì không hút nhớ được bọn tao. Sao không hút? Con gái ít khi bị lắm. Nóng quá. Wow. Chị ơi. Ơi. Đây là sườn. Wow. Nhìn thì thôi. Thôi nhá. Ơi. Cắt ra đi. Cắt chưa? Nhưng mà mày có mỗi tao trong lòng uống bia. Có thằng Việt Vang nó mới vui. Đây. Thôi mà chờ nó tí. Còn mình cứ ăn dần thôi. Ăn dần đi nó lên rồi mà. Thật. Thôi đứa ai ăn đứa tự. Em ăn đủ nhá. Ngon quá chị. Ừ ngon lắm em ạ. Đây này. Còn đây là đây. Bếp nướng đây này. Đó. Sao đây? Quá là ngon. Thôi ăn đi, bỏ điện thoại đi. Xin lỗi, xin phép mình ăn cái đùi này nha cả nhà nha. Thay bữa hai chị em mình. Mày cầm cả miếng thịt để ăn đi. Không, cái miếng thịt ba chỉ mà. Thì cầm ăn cả miếng. Rồi sao phải cắt nhỉ? Wow, ngon quá, ngon quá. Trời ơi, đang đói. Xuống đây anh Hiếu ơi, đang bị xiên này. Đây này, ngon chưa? Xin mời quý nha. Mời cả nhà cũng ăn tối nha. Tối nhà mình chỉ ăn nhẹ nhẹ như này thôi. Đang giảm cân. Ăn nặng như này thôi. Cho mọi cái tao này chung. Cái kia sâu quá. Ha ha ha. Cười gì quý? Không thể ăn xong cái đùi nó mất. Mày không ăn hết thì cho chôn. Anh Vũ có về đâu em? Tuần này không về. Lúc nãy tao lấy ra một cái kéo nữa mà nhỉ? Mày cắt đi à? Tuần này không về. Không, tao lấy cái kéo khác mà. Tiếc thế. Tưởng Hà Giang thì phi xuống đây ăn với bạn em. Ngon mất lưỡi. Lâu ra nó ngó cái kia cháy rồi. Tiện thể quảng cáo đứa bạn chưa có chồng, tuyển chồng cho bạn. Dùng đến nơi chắc cảm xương. Nhiều đồ lắm anh ngại, anh cứ yên tâm. Mời chị Hương nha. Bạn về chưa? Xuống đây ăn với cháu Bạc Hạnh ơi. Không nhận. Ừ. Bạn đang bị xuyên. Mình chỉ bảo mang rau sống ra ăn mà mình chẳng thấy đứa nào cả. Có mà. Cầm điện thoại thì rau sống thì xong là thịt thì đéo cắt thì có cái gì. Đây. Để đánh nha Trang ơi. Ok. Ngon rơi mồm rồi. Dung ơi đừng lấy chồng ở vậy cho dai nó thèm. Ai đấy? Cô Hạnh. Dung. Thế nào? Có ở vậy cho dai nó thèm không? Cháu ơi mà cô Hạnh ơi. Chả giờ sống có châm gì cả. Thôi chắc là ăn cho năng suất.